Buổi tối chính là thời gian cơ thể cần nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Một cốc nước buổi tối có thể giúp bạn thư giãn. Tuy nhiên, có những loại nước không nên uống vào buổi tối bởi có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và cơ thể. 1. Rượu bia. Uống rượu bia sẽ khiến bạn buồn ngủ khá nhanh nhưng giấc ngủ đó sẽ không ngon. Bạn thường xuyên thức giấc, ngủ không yên, nhức đầu, gặp ác mộng. Ngoài ra, rượu còn gây mất nước cho cơ thể và gây hiện tượng trào ngược axit. 2. Nước uống có ga. Những người bị táo bón và trào ngược axit nên tránh xa bởi nước uống có ga được dùng vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến dạ dày. 3. Cà phê. Cà phê chứa rất nhiều caffeine, kích thích hệ thống thần kinh khiến bạn bị mất ngủ vào ban đêm. Thứ tư, nước dừa. Dừa có vị ngọt, tính bình, không độc, tác dụng khử phong, ích khí, tiêu thủ khủng, trừ tiêu chảy, tâm phiền, giải nhiệt độc. Nước dừa vô trùng còn được sử dụng làm dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, trị tiêu chảy. Tuy nhiên, không nên lạm dụng nước dừa, nhất là đối với các bệnh nhân suy nhược, huyết áp thấp, người hay lạnh bởi nó có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên uống nước dừa vào buổi sáng hoặc buổi trưa để phát huy tác dụng. Thứ 5. Soda. Soda cũng là loại nước chứa nhiều axit, tinh axit làm tổn hại những van nối dạ dày và thực quản. Ngoài ra, carbon nát hóa làm tăng áp lực dạ dày. Thứ 6. Trà nhân sâm. Trà thảo dược có thể hỗ trợ giấc ngủ, nhưng bạn nên tránh xa trà nhân sâm. Một số người sau khi uống trà nhân sâm lại xuất hiện triệu chứng mất ngủ và huyết áp tăng cao. Thứ 7. Nước cam. Nước cam có tác dụng sinh tân dịch, lợi tiểu, nên uống nước cam buổi tối sẽ gây hiện tượng tiểu đêm, làm cho bạn mất ngủ.